Quý khách hàng đang tìm nhà diện tích rộng, giá rẻ, xây độc lập thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này tại Hà Đông. Ngọc Anh xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay một căn nhà diện tích 45m², hướng nhà là hướng Đông Nam, ngõ trước nhà 3,5m, cách đường ô tô đi lại được 30m. Và với cái ngôi nhà này thì 100% sổ đỏ chuẩn chỉnh, giấy phép xây dựng chuẩn chỉnh, bàn giao nhà luôn đúng như theo hiện trạng của ngôi nhà, vị trí thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với ngôi nhà 45m², thiết kế 4 tầng xây mới, 4 phòng ngủ chuẩn chỉnh. Và với cái ngôi nhà này thì mặt tiền 3,3m mọi người ạ, được cái khoảng chiều sâu hướng nhà Đông Nam thì tương đối là thoáng và mát, bởi vì cái hướng Đông Nam thì rất nhiều người hợp với nó mọi người ạ. Và với cái vị trí xung quanh tiện ích chợ trường phường Trạm, đầy đủ cách với trường mầm non này, cấp 1 này, cấp 2 này, chỉ 500m thôi, sổ sách chuẩn chỉnh, gần với trục đường quốc lộ 6, gần bến xe Yên Nghĩa, phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Chương Mỹ, quý vị đi làm theo trục đường quốc lộ 6 thì quý vị có thể đi làm ở trên Nguyễn Trãi Thanh Xuân. Tính từ vị trí ngôi nhà này lên tới ngã tư Sở là 12 km quý vị ạ. Cho nên mọi người có thể cân đong đo đếm quãng đường đi cũng như cái giá bán để mọi người có thể tham khảo xem cung đường đi lại có hợp lý với quý vị hay không. Chợ Trương Phương Trạm, con cái học hành có tiện ích ngập tràn cũng như là thuận tiện cho con cái quý vị đi học hay không. Sau đây vào phần chính của ngôi nhà. Với phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, một lớp cửa sắt sơn tĩnh điện rất là đẹp. Bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Ở đây ý, quý vị ạ, thì có hai căn nhà xây dựng độc lập, Ngọc Anh chia sẻ qua một chút thôi. Với ngôi nhà này thì là 45m², và Ngọc Anh còn một căn nhà hướng Tây Bắc nữa ở phía đối diện, cũng được thiết kế và xây dựng độc lập. Thiết kế thì cái bên đấy thì Ngọc Anh sẽ làm một cái video khác để gửi tới cho quý vị, vì nhà bên đấy thì thiết kế theo cái khổ đất khác, còn nhà bên này thiết kế theo khổ đất khác. Ngọc Anh đang đứng ở đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Với phần không gian tầng 1, chủ nhà hoàn thiện đầy đủ hết cho quý vị. Trần thạch cao, phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá. Cũng như ở phần tầng 1 thì chủ nhà thiết kế thêm cho chúng ta một chiếc quạt trần. Bởi vì diện tích rộng cho nên thiết kế phòng khách riêng, phòng bếp riêng tương đối là hài hòa với lại không gian của ngôi nhà quý vị nha. Trần phào thạch cao thiết kế rất là kỹ càng. Nó thuộc quận Hà Đông, tuy nhiên thì nó thuộc phường Đồng Mai mọi người ạ. Hà Đông thì có 17 phường, đi lại thì cái phường Đồng Mai, phường Yên Nghĩa và phường Biên Giang, quỹ đất của nó còn tương đối nhiều, cho nên Nhà Tốt thường xuyên quay những căn thuộc phường Yên Nghĩa này, phường Biên Giang này và phường Đồng Mai, giá rất là hợp lý. Bởi vì nếu như bây giờ để mà nói, nếu như ở Hà Đông, căn thấp nhất của nó bây giờ khoảng tầm hơn 1,7 tỷ, 4 tầng xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh, diện tích 32m² cơ mọi người ạ. Và cái ngôi nhà này thì giá bán của anh sẽ để ở dưới phần miêu tả cho quý vị nhé. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần phòng bếp của ngôi nhà hoàn thiện chỉnh chu cho quý vị. Công năng sử dụng là ở đây là phần tủ bếp, thiết kế đầy đủ hài hòa cho quý vị. Chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp lắp đặt xong xuôi hết rồi. Thiết kế độc lập duy nhất một căn. Bởi vì nếu để mà nói, có rất nhiều quý khách hàng không thích kiểu nhà xây liền kề thương mại, lại cứ nghĩ rằng là tường riêng, móng riêng, cột riêng. Thì đây, có những cái căn nhà mà xây dựng độc lập để cho quý vị lựa chọn, lại còn diện tích rộng nữa. Trong cái không gian phòng bếp này thì ở đây có một ô kính để lấy sáng xuống khu vực phòng bếp. Đây là khu vực để tủ lạnh mọi người ạ. Mặt bếp thì là ốp đá ốp bếp, rồi là xung quanh thì ốp kính ốp bếp. Tầng 1 thì thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt sử dụng ở phía dưới tầng 1 thôi. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang đây, quý vị có thể nhìn thực tế mặt bậc ở đây là chủ nhà ốp gỗ cho mình nhé. Ngăn cách giữa phần cầu thang cửa chính, chủ nhà lắp cho chúng ta một vách CNC. Diện tích rộng, giá rẻ, sổ sách chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Cho nên mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin thì cứ liên hệ ngay với lại Ngọc Anh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà.
Và Hoài đang đứng ở phần cầu thang, bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị công năng sử dụng hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Tất cả các phòng ngủ đều được thiết kế sàn gỗ, cửa sổ thông thoáng, ống chờ dây chờ, át chờ điều hòa đều được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Ngôi nhà này vuông vắn, mặt hậu mặt tiền bằng nhau, cho nên thiết kế của ngôi nhà rất hợp lý, không có lỗ phong thủy gì đâu quý vị nhé. Không gần đình chùa miếu mạo gì cả, mọi người hoàn toàn yên tâm. Cửa thông phòng thiết kế ở đây là cửa nhựa lõi thép mọi người nha. Tất cả tầng 1 đều được thiết kế, ở tầng 2 đều được thiết kế sàn gỗ. Phòng ngủ tiếp theo ở phần tầng 2 hướng ra phần mặt ngõ, hướng ra phần đông nam đây mọi người ơi. Thì có ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Bên cạnh là cả một vườn cây rất là rộng, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Cũng như là ngôi nhà này thì khá là yên tĩnh, gần với đường ô tô đi lại. Nói chung là hợp lý với giá bán, với phần diện tích. Đây là phần không gian phòng ngủ, rất là thoáng. Trên phía phòng ngủ này thì chủ nhà có dán cái bức tranh bằng giấy dán tường Hàn Quốc cho quý vị. Tất cả các phòng ngủ thì đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao, sàn gỗ. Trên phía tầng 2 là thiết kế hai phòng ngủ, phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ thì đặt ở phía bên ngoài. Đây ạ. Phòng vệ sinh này thì tương đối rộng, cửa sổ thoáng, bồn cầu, sen tắm, quạt hút mùi, lavabo. Hệ thống sử dụng ở đây thì điện nước đều được lắp đặt đầy đủ, công tơ điện, công tơ nước riêng biệt của nó. Quý vị về chỉ việc sang tên đổi chủ là xong. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và mời quý vị theo chân Hoàng Anh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Trên phía tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị công năng sử dụng y hệt tầng 2. Như vậy thì lên trên phía tầng 3 là có 4 phòng ngủ riêng. Cái ngôi nhà này dành cho quý vị nào mà ở nhiều thế hệ, 3 thế hệ là ok. Hai vợ chồng, hai đứa con và hai ông bà ở vẫn thừa phòng cho mọi người. Rất hợp lý. Tất cả các phòng đều được thiết kế vuông vắn, đầy đủ công năng sử dụng. Nói chung quan trọng nhất đối với mua nhà đó là vị trí và giá tiền. Đấy là điều quan trọng nhất và cũng là cái yếu tố để quý vị, ví dụ quý vị có 3 tỷ thì chẳng có lý do gì mà quý vị mua cái nhà chỉ hơn 2 tỷ cả. Hoặc là quý vị chỉ có 600-700 triệu thì không mong muốn là mua cái nhà 5-7 tỷ, đúng không ạ? Cho nên nhà có như thế nào thì ngoài review cho quý vị như vậy. Quý vị trước khi đi xem nhà thì cứ liên hệ trước để được nghe tư vấn xem là có phù hợp với cung đường đi lại, nó có phù hợp với hộ gia đình mình hay không, thì mọi người đi xem tránh mất thời gian vàng ngọc của quý vị. Còn nhà như thế nào thì em đã quay review chuẩn chỉnh từ tầng 1 lên trên tầng 4 cho quý vị đến xem là theo hiện trạng. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3. Tương đối là rộng. Đây. Đây một xả tay của em. Gạch 30-60 được ốp lên trên tới tận trần, rất là sạch. Hệ thống sen cây tắm, lavabo đây. Và cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với ngôi nhà hơn 2 tỷ này, thiết kế ra làm sao với diện tích rộng như thế này, xây độc lập, có hài hòa, phù hợp với quý vị hay không? Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Trên phía tầng 4, chủ đầu tư thiết kế cho quý vị một ô dính trời, đồng thời có một cái sắt mỹ thuật ở đây để ngăn cách phần ô kính xuống trên phía tầng 4. Ở đây thì thiết kế cho quý vị một phòng thờ riêng. Đây nha mọi người, phòng thờ riêng của ngôi nhà. Tiếp theo, chủ đầu tư thiết kế thêm một công năng phòng ngủ nữa nếu như quý vị có nhu cầu, còn không thì mục đích sử dụng là tùy từng người. Ban công rất là rộng hướng ra phía bên ngoài, rất là thoáng. Đây. Xung quanh dân cư đông đúc, gần với chợ, trường, phường trạm, gần với trường mầm non, gần với trường tiểu học, gần với chợ, gần với ủy ban nhân dân phường, gần với trạm y tế. Nói chung những cái tiện ích cơ bản là rất ok. Quý vị có đi là tầm 10 đến 12 cây ở đường Hà Nội thì cũng không quá xa. Và phần sân phơi đây mọi người ơi, cuối cùng của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho chúng ta phần sân phơi rất là hợp lý. Ở đây thì có lắp thêm một cái khu vực, ở đây chủ nhà có thiết kế lắp đặt thêm cho quý vị ở đây phần trồng cây, trồng hoa. Hoa 10 giờ mọi người ạ. Đó. Xung quanh đấy, mọi người có thể nhìn thực tế. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà,
diện tích 45m² xây 4 tầng như thế này thì liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.